Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Eureka Capital Channel. Trong video này thì Eureka muốn giới thiệu tới những nhà đầu tư anh chị em thân thiết cái cách mà nhìn vào cái bảng mà Eureka send mỗi sáng về cái tình trạng diễn biến giá của các cổ phiếu mà chúng ta đang quan tâm. Thì trong đó thì Eureka sẽ gửi tới những cái bảng về VN30. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ nắm được cái cách đọc về cái tình trạng của cái bảng này. Thứ nhất là chúng ta thấy cái cột date này. Đây là các cái dữ liệu được update của ngày đây là dữ liệu update của ngày 6 tháng 12 hoặc là cái ngày nào đó ở đây, thì là tùy vào cái bảng hôm đấy. Thì đây là dữ liệu update của cuối ngày hôm qua, thì chúng ta sẽ xem được cái trạng thái của ngày hôm qua các mã trong VN30 như thế nào. Thì với cái màu vàng thì tức là cái trạng thái tiếp tục nắm giữ. Nếu mà cái mã đó mang màu xanh là cây thì hôm đó là cái điểm mua vào được kích hoạt, được xác nhận. Còn nếu mà hôm đó có một cái màu đỏ thì hôm kết phiên hôm đấy đã cho tín hiệu xác nhận là bán. Thế thì còn một cái màu nữa chính là cái màu standby, cái màu màu xám đậm này thì đã đứng ngoài. Xám đậm tức là chúng ta đã và đang đứng ngoài và tiếp tục đứng ngoài. Chúng ta có thể cho vào danh mục quan sát, nhưng mà với màu xám thì có nghĩa rằng là chúng ta đang đứng ngoài và chưa nên giải ngân với các cái mã đó. Để, tiếp theo là phân loại, thì ở đây Eureka có phân loại nhóm là VN30. Và ngoài VN30 thì chứng khoán Bản Việt đội ngũ research còn cover một loạt các cái mã khác nữa. Đấy, thì Eureka đặt là VCI cover. Đó, VCI cover tức là những mã mà research team research của VCI. Đây, team research của VCI có phân tích, thì Eureka có để cho mọi người xem. Trong các rất nhiều mã trong cái nhóm VCI cover thì có cổ phiếu đó có cơ bản tương đối là tốt, khá tốt và cho đến rất tốt. Đấy nên thành ra chúng ta tập trung vào cái list VN30 và cái list cổ phiếu mà VCI cover thì cũng đã đủ các cơ hội trong một năm rồi. Thế nên chúng ta không cần phải nhìn đi đâu xa cả, ở đâu đấy trong đây thì chúng ta cũng sẽ xuất hiện được các cái cơ hội để chúng ta mua vào và bán ra. Tiếp đến thì chúng ta sẽ học cách đọc nhé. Ở đây thì chúng ta có hai tín hiệu là D3 và D4, tức là dành cho những tín hiệu ở cái khung ngắn ngày hơn, khung ngắn hơn, ví dụ xem khung ngày. Còn khung D4 này có thể là chúng ta xem theo khung tuần. Đấy, thì trong đó thì cái giá input của D3 thì sẽ hiển thị ở cột ô. Cột ô này đây, price D3. Price 3. Và giá input, tức là cái giá đầu vào, giá vốn đầu vào là price D4. Price 4. Đó, thì chúng ta nắm được tình hình. Và ở đây thì hệ thống cũng ghi nhận cái ngày input. Đấy, ghi nhận cái ngày input, cái số phiên nắm giữ. Tương tự như thế thì sẽ có các cái số phiên đứng ngoài. Thế thì như chúng ta check về cái dữ liệu này thì chúng ta đã đứng ngoài từ ngày 29 tháng 8 cho PDR. Và cái giá đứng ngoài, hệ thống kêu gọi đứng ngoài và kiên quyết đứng ngoài là từ 58.3. Và giá hiện tại của PDR đang là 15.5 và có những lúc đã thấp hơn rồi. Đấy, và gas thì mới đứng ngoài ngày 22 tháng 11, cách đây cũng tầm 10 phiên, với cái giá là 109 và có một cái tín hiệu ngắn hơn là D3 thì đứng ngoài ở ngày 14 tháng 11 năm 2022. Đấy, còn theo cái quy tắc hoạt động của cái bảng này thì chúng ta sẽ mua vào ở vùng D3 hoặc D4, nhưng mà chúng ta sẽ out ra ở giá D4. Ví dụ ở đây thì chúng ta thấy là
GVR có xuất hiện một cái màu đỏ cột D4, nhưng mà bởi vì cái cột D3 vẫn đang có tín hiệu nắm giữ nên chúng ta tiếp tục nắm giữ. Và giá đầu vào của price bar ở đây là giá 11.4. Đấy, thì GVR vẫn đang ở trạng thái nắm giữ. Tiếp theo là MWG thì cũng đang có hai màu, có một màu đỏ cột D4. Đấy thì màu này sẽ chưa dùng đến. Thứ nhất là chúng ta mở mua sẽ theo D3, tức là có cột màu xanh lá cây D3 thì chúng ta sẽ mở mua. Sau đấy những phiên tiếp theo duy trì, ví dụ như ngày 28 tháng 11 thì MWG có màu xanh mở mua. Và cái ngày này sau đấy thì nắm giữ và vẫn màu vàng, thì hiện tại cái cột này vẫn đang cho chúng ta tín hiệu nắm giữ và chúng ta tiếp tục nắm giữ. Khi nào cái cột màu vàng đỏ xong rồi và chuyển thành xám mà chỉ còn mỗi cột D4 là vẫn còn màu vàng, và tới một phiên quyết định thì cột D4 cũng bị màu đỏ, thì lúc đấy chúng ta mới hoàn toàn out ra khỏi vị thế. Đấy là cái cách mà chúng ta đọc hệ thống. Và ví dụ như ở đây thì Erica có nốt rõ là nắm giữ, và đây là bán. Bởi vì với SAP ấy, Sabeco thì mới cho tín hiệu mua hôm tín hiệu mua D3 ở giá 178.5. Đi một đoạn thì hôm nay lại quay về 178.5 và nó cũng có một số cái dấu hiệu nguy hiểm, thì đã cho tín hiệu bán, hệ thống cho tín hiệu bán. Trong khi đó thì ở cột D4 này thì màu xám, tức là chưa có một cái hỗ trợ nào cả, thì cái tình trạng chung của cái màu này, của cái mã này chính là bán. Còn đối với Tiên Phong Bank thì đêm ngày trước đó, ngày 5 tháng 12 thì tín hiệu vẫn đang cho nắm giữ màu vàng ở cả trạng thái D3 và D4, khung D3 và D4. Và hôm nay thì khung D3 thì đã đỏ, nhưng mà chúng ta đối chiếu sang khung D4 thì cái tín hiệu vẫn là màu vàng, tức là nắm giữ, thì chúng ta tiếp tục nắm giữ. Để cái giá vốn của D3 và D4 là cũng tương đương gần nhau là 21.6 và 21.5. Tiếp đến thì có GAS và PDR thì vẫn kiên trì tín hiệu là đứng ngoài. Như vậy nếu mà chúng ta đặc biệt quan tâm đến hai cổ phiếu này thì chúng ta cũng đang đứng ngoài để chờ cơ hội giải ngân. Tiếp đến là SSI và VIC thì hai mã này vẫn có cái màu vàng ở D4 nên là chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ. Đấy thì anh chị nắm giữ được ở đây là số phiên đứng ngoài hoặc số phiên đã lên tàu. Đấy, theo từng tín hiệu một thì chúng ta cũng chú ý. Tiếp đến sang nhóm VCI Cover. VCI Cover rất là nhiều mã. Đấy thì đây là một tài nguyên mà những anh chị em đã đồng hành cùng với chứng khoán Bản Việt và đồng hành cùng với Erica thì chúng ta tận dụng. Trong đây thì có rất nhiều doanh nghiệp, một là nó đầu ngành, hai là có những yếu tố cơ bản rất là tốt. Đấy, ở đây thì chúng ta nhìn thấy là ví dụ như Dick thì do giảm thấp quá, Dick thì cũng có cơ bản nhưng mà ở tầm giá 125 thì là quá cao, nhưng mà sau khi rơi về giá 10 thì nó lại về cái vùng hợp lý rồi. Đấy thì giá mua của Dick là 13.9 và hiện tại thì Dick đang có lãi được 29%. Nhưng mà Dick thì nhà đầu tư cũng chú ý là những cái mã này thì chúng ta lại nên bán xanh, chứ chúng ta mà bán sàn thì cũng hơi sợ một chút. 17.9, tuy nhiên ở như cái vùng 17 thì nó an tâm hơn một chút. Xem là DXG nắm giữ mã nào. KBC 38%, mã 55, 55% cho D3 và 35% cho D4. PC1 30% cho khung 3. Và thì ở đây chúng ta thấy có mã BMP và IDC là bị bán rồi. Thế thì anh em lưu ý, còn lại thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ để quan sát. Còn một số mã mà lái quá thì anh chị chú ý là chúng ta cần phải theo dõi rất là sát sao và thận trọng. Đấy. Rồi và cái bảng này Erica sẽ gửi cho các anh chị để các anh chị quan sát và nắm được tình hình kỹ hơn và rõ hơn. Đấy, còn riêng trong video này thì Erica chỉ giới thiệu qua thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn vào phân nhóm. Thứ hai là chúng ta sẽ nhìn vào cái màu vàng hay xanh hay đỏ hay là xám. Vàng, xanh, đỏ, xám. Vàng xanh thì là tốt, còn đỏ và xám thì là
không tốt lắm. Xám thì ok, mình vẫn tiếp tục là phải cố gắng kìm lòng để chúng ta đứng ngoài ấy. Đấy, còn nếu mà màu đỏ thì chúng ta cần phải quyết liệt để chúng ta tìm cách bán ra ở ngày hôm sau. Để với những mã mà cho cái tín hiệu là bán đây, những cái mã như là BMP. Để trừ khi chúng ta xác định được các cái giá trị và chúng ta đang kiên định mua theo tích sản. Để mua theo tích sản thì chúng ta có thể mua như các cái giá vùng xám là bình thường thôi, nhưng mà chúng ta chia phần. Và thứ hai là chúng ta phải có cái thời gian chờ nữa. Đấy, thì đấy là chúng ta mua theo cái chiến lược dài hạn thì Erika sẽ không nói. Đây là cái bảng này là chủ yếu là chúng ta bám sát diễn biến giá và chúng ta sẽ mua vào và bán ra theo tín hiệu. Đấy, để đồng hành cùng với Erika thì quý vị và các bạn có thể like, subscribe kênh YouTube này, cộng với là có thể giới thiệu bạn bè người thân mở tài khoản để cùng đồng hành, cùng vượt qua các cơn bão với lại Erica và đội ngũ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Đa số là các mã vẫn đang có màu vàng chứ chúng ta chưa bị bán, chúng ta chưa bị sang cái tín hiệu bán nhiều, chỉ 3-4% thôi, khoảng 4-5 mã bán trên đâu đấy tầm khoảng 100 mã chúng ta đang cover. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.